Với đôi cánh, mình thật là tự do. Trước đây, trong những ngày ấy, mình thường lo băng bị dúng lại, gây rắc rối, nên mình rất ngại phải đi đâu. Nay, mình mới phát hiện ra Whisper có cánh. Chỉ có Whisper mới có lớp lưới Tri-Wee phủ ra thành hai cánh bọc hai bên, giữ cho băng không bị dúng lại, thấm rất nhanh và không bị thấm ngược trở lại lên bề mặt, kể cả ở hai bên. Vì vậy, ngay cả trong những ngày đầu, mình vẫn có thể tự do làm bất cứ việc gì. Whisper sạch hơn, yên tâm hơn.